Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Pháp lý vụ học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não. Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc một học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Theo phản ánh của chị L, vào chiều ngày 17 tháng 3, con trai chị là cháu NHD, 14 tuổi, đang học lớp 8, chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật. Trong khi chơi bóng, D xích mích với cháu K, 12 tuổi, học lớp 6. K đã gọi anh trai 16 tuổi và bố tới, sau đó K và anh trai đánh cháu D, khiến cháu bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, D được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật. Mẹ cháu D cho biết cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiền lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống gần như không còn, gia đình và các bác sĩ cố gắng duy trì sự sống cho cháu từng ngày bằng máy thở. Đến chiều ngày 27 tháng 3, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh dẫn đến tình trạng sức khỏe nguy kịch do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ. Nghi phạm là TVM, 16 tuổi, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cũng vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27 tháng 3. Nguồn tin từ báo điện tử Đảng Cộng sản cho biết, thông tin với báo chí luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, thành phố Hà Nội, người tham gia tố tụng, hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cho hay. Trong chiều ngày 25 tháng 3, gia đình đã làm các thủ tục chuyển viện cho cháu D về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ duy trì máy thở cho cháu. Cháu đã chết não hơn một tuần. Việc đưa cháu D về bệnh viện tuyến tỉnh là để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y và đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong. Các bác sĩ bệnh viện 108 cũng nhận định cháu D hồi sinh là khó có thể. Luật sư Nguyễn Anh Thơm thông tin. Theo như thông tin báo chí phản ánh, nạn nhân là cháu bé học lớp 8 do mâu thuẫn tại sân chơi với một cháu bé học lớp 6, nên cháu bé học lớp 6 đã về mách anh và bố. Một lúc sau thì ông bố xuất hiện chứng kiến hai con mình lao vào hành hung bé lớp 8. Trường hợp này cần xác định có hay không vai trò đồng phạm giúp sức của người bố. Có thể người con về mách bố nên người bố đã lên kế hoạch cho hai con đánh trả nạn nhân. Khi cùng hai con có mặt tại sân chơi, thay vì tìm hiểu nguyên nhân mâu thuẫn và can ngăn trẻ con đánh nhau, người bố của hai bé này đã để mặc cho hai con hành hung bé lớp 8, dẫn tới hậu quả thương tích nghiêm trọng xảy ra. Trong vụ việc này, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân, xem xét dấu vết để lại trên thân thể nạn nhân, cơ chế hình thành vết thương trên cơ thể. Bên cạnh đó, xác định độ tuổi của hai cháu bé có hành vi hành hung nạn nhân để xem xét năng lực trách nhiệm hình sự, thu thập dấu vết để lại hiện trường, xác định nguyên nhân xảy ra sự việc, thu thập lời khai từ những người liên quan, những người chứng kiến, thu thập dữ liệu camera tại hiện trường, nếu có, để củng cố hồ sơ, có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Qua thông tin ban đầu cho thấy, trong hai cháu bé tham gia tấn công nạn nhân thì có một cháu lớn học lớp 10. Nạn nhân bị tấn công vào vùng đầu là vùng trọng yếu, đã khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Hiện tại đã rơi vào trạng thái chết não. Nếu xác định được hành vi tấn công là nguyên nhân trực tiếp khiến cháu bé bị chấn thương sọ não dẫn đến chết não, thì hành vi này có dấu hiệu của tội giết người, quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trường hợp nếu hai cháu bé tấn công nạn nhân khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền sân dẫn tới bị chấn thương sọ não, thì hành vi này là hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật Hình sự. Trường hợp này rất cần xem xét vai trò trách nhiệm của người bố của hai cháu bé có hành vi đánh nạn nhân này. Xác định nhận thức của người cha này khi có mặt tại hiện trường cùng hai con, việc chứng kiến hai con đánh nạn nhân nhưng không có hành động can ngăn hoặc tuy không can ngăn nhưng bỏ mặc để cho hai con mình lao vào đánh nạn nhân thì cần xem xét vai trò của người cha là đồng phạm giúp sức, ủng hộ, củng cố về tinh thần đối với hành vi của hai con. Pháp luật quy định người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm. Người chưa thành niên phạm tội sẽ được áp dụng các quy định riêng dành cho người chưa thành niên phạm tội. Về trách nhiệm dân sự, áp dụng quy định bồi thường thiệt hại tại Điều 586 Bộ Luật Dân sự 2015, quy định năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân. Theo đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ Luật Dân sự.
người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường, thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Trong trường hợp này, ngoài việc cần xem xét trách nhiệm hình sự của người cha, thì người cha này phải thực hiện trách nhiệm bồi thường do hành vi của các con gây ra. Khởi tố tạm giam người đàn ông đánh nam sinh lớp 9 thương tích 12%. Bạo lực học đường là một vấn nạn đáng báo động, mặc dù gia đình và nhà trường đã có những sự cố gắng đưa ra các quy định nhằm hạn chế tình trạng này, nhưng trên thực tế vẫn không thể chấm dứt hoàn toàn. Thậm chí còn có nhiều trường hợp ngay cả phụ huynh trong khi chưa tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn đã ngay lập tức giải quyết vấn đề bất chấp đúng sai trong sự việc. Liên quan đến vụ một nam sinh ở Quảng Ngãi bị phụ huynh của bạn chặn đánh gây xôn xao dư luận thời gian qua. Vào tối ngày 18 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Thượng Mỹ, sinh năm 1979, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, do có hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác, theo Điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Theo ông Lâm V.L., trú tại thị trấn La Hà, cha của em Lâm G.K., vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8 tháng 12 năm 2023, tại ngã tư đường Hưng Nguyễn, Đá Sơn, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, con trai ông vừa đi xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800m. Khi đến ngã tư đường Hưng Nguyễn, Đá Sơn, tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, thì bị ông Phan Thượng Mỹ, tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, là cha ruột của một bạn học cùng lớp với em K, đi từ phía sau áp sát và hành hung em K. Theo hình ảnh trích xuất từ camera của người dân, ông Phan Thượng Mỹ và em K dừng lại nói chuyện. Khoảng 30 giây thì ông Mỹ lao vào đánh em K. Khi em K phản kháng thì ông Mỹ dùng nắm đấm, củi trỏ, đầu gối tấn công vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể em K. Đánh xong thì bỏ đi, còn em K ngồi gục xuống đường, một lúc sau đứng dậy. Ông Lâm V.L. cho biết, lúc đó cháu được cô giáo ở cùng trường phát hiện, thấy máu ở mũi chảy nhiều nên đưa đến trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa điều trị, rồi gọi cho tôi lên. Tôi hoảng loạn khi thấy máu dính đầy người cháu và không biết chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau mới hay chuyện bị phụ huynh của bạn cùng lớp đánh, thấy chuyển biến nặng, các y bác sĩ đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu. Cơ quan công an huyện Tư Nghĩa có kết quả giám định thương tích đối với em Lâm G.K. là 12%. Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, em K bị sưng, đau nhiều vùng đầu, mặt, xây sát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán em bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại khoa ngoại thần kinh. Ông Lâm V.L. cho biết, do sắp đến kỳ thi học kỳ 1 nên ông đã xin các bác sĩ cho em K điều trị tại nhà. Sau sự việc, ông Lâm V.L. đã tố cáo hành vi ông Phan Thượng Mỹ lên công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa. Nguyên nhân vụ việc, phụ huynh có hành vi đánh em Lâm K.G. Theo phía trường trung học cơ sở thị trấn La Hà, em P.G.K. là con của ông Phan Thượng Mỹ, mất máy tính và cho rằng Lâm G.K. là người lấy. Em Lâm G.K. trả lời không lấy và về báo với mẹ. Xuất phát từ mâu thuẫn đó, trên đường đi học về, ông Phan Thượng Mỹ đã tìm gặp và hành hung em Lâm G.K. Ngay sau khi có kết quả giám định, điều tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã có chỉ đạo cụ thể cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.